Triển lãm mang tên doanh nghiệp Mỹ bắt đầu với thời đại thương nhân từ những năm 1770 đến những năm 1850. Có những người bẫy thú lấy lông thú, có những ông dân, thợ thủ công và thương gia, và tất cả bọn họ đều làm việc rất gần nhau. Thương mại phát triển khi những người bẫy thú lấy lông sống ở vùng Trung Tây bán lông thú ở nơi cách 800 km về phía nam để đổi lấy hàng hóa mà họ muốn. This... Điều này rất khác với những thợ thủ công ở bờ đông. Họ làm việc tại nhà và trong các xưởng nhỏ phía sau nhà. Họ sản xuất hàng hóa và bán chúng cho những người quen, cho hàng xóm của họ. Về sau, những hàng hóa này được làm trong các nhà máy. Công nghiệp hóa đã thay đổi cuộc sống của công nhân. Chuyên gia bảo tàng Peter Liphold phụ trách phần triển lãm về thời đại doanh nghiệp từ những năm 1860 đến những năm 1930. Khi những người lao động cũng là nông dân di chuyển từ nông thôn đến các thành phố trở thành công nhân công nghiệp, như vậy đây là sự chuyển đổi lớn về bản chất lao động. Ông Liphold nói khi là nông dân và thợ thủ công, họ làm chủ cuộc sống của mình. Xong họ mất đi sự làm chủ này khi đi làm ở nhà máy, khi đất nước công nghiệp hóa, những người chủ và quản lý trở nên quyền lực hơn, luôn có những xung đột. Các nhà đầu tư muốn hưởng phần lớn hơn trong khi người lao động đấu tranh để có quyền lợi ích nhiều hơn. Truyền thống duy nhất ở Mỹ là không có truyền thống gì cả. Trong suốt lịch sử đất nước, mọi người có những quan điểm rất mạnh và không có ai chiến thắng cả. Các công ty lớn nhất vào thời đó như Carnegie Steel, Standard Oil và Ford Motor đã thuê hàng chục ngàn công nhân. Các nhà máy có máy móc lớn hơn, chuyên dụng hơn. Công việc của từng người thu hẹp nhiều hơn. Vì vậy, thay vì một công nhân lành nghề làm tất cả các công đoạn, người công nhân trở thành một phần trong cỗ máy. Công việc hoàn toàn phi cá nhân hóa vì các nhà máy đã trở thành tiêu chuẩn. Nhưng sự đổi mới, theo ông Liphold, là một trong những điểm mấu chốt trong lịch sử Mỹ. Quốc gia rất nhanh chóng tiếp tục thay đổi khi người ta thành thạo một kỹ thuật, lại xuất hiện một kỹ thuật mới và những kỹ thuật cũ bị bỏ lại. Trong thời đại tiêu dùng từ những năm 1940 và năm 1970, người tiêu dùng được các nhà quảng cáo khuyến khích mua nhiều hơn nữa hàng hóa và dịch vụ. Bản chất lao động bắt đầu thay đổi vào những năm 1900 với sự trỗi dậy của ngành bán lẻ và ngành dịch vụ. Trong những năm 1980, phụ nữ bắt đầu đóng vai trò rộng lớn hơn trong nền kinh tế Mỹ và một thời đại toàn cầu mới đã đến. Biên giới quốc gia trở nên ít quan trọng hơn và khả năng giao thương khắp thế giới trở nên quan trọng hơn. Lực lượng lao động trở nên di chuyển nhiều hơn ngày nay một số người mỹ đặt câu hỏi về ý tưởng toàn cầu hóa và các chuyên gia đang tranh luận liệu nó sẽ tiếp tục hay các quốc gia sẽ dựng lên các rào cản thương mại và co lại vào các hình thái sản xuất và tiêu dùng nhỏ hơn trong tương lai